Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ càng chữ A loại hẹp ở đằng trước để dùng chế xe ba bánh. Cái dòng xe cá nhân đi lại là rất phù hợp bởi vì con này chiều ngang nó chỉ khoảng 70 đến 75 cm thôi. Các bạn có những cái xe ba bánh hoặc là xe máy mà muốn chế thành ba bánh đầu đằng trước thì có thể sử dụng cái bộ này rất là hợp lý. Cái bộ này thì có phanh dầu. Càng chữ A giảm xóc đồng bộ và trụ lái ghi đông có hết các bạn nhé. Bánh xe ở đây thì mình có đưa ra hai cái phương án, một là phương án bánh hẹp mỏng, hai là phương án bánh béo dày. Đây là cái bản bánh béo này, đường kính 40 và bản rộng là 16. Tiếp theo đến cái loại bánh này có đường kính là 46 và bản rộng là khoảng 9 cm. Đấy, dây dầu và tay thắng thì đều có đầy đủ các bạn nhé. Đây là cái phần khung. Cái khung này các bạn có thể mua hoặc là các bạn về nhà gắn thẳng vào cái xe máy của mình được. Đấy, thì tùy. Phần ghi đông và cái bộ này thì mình sẽ để ở phần cuối một cái video hoàn chỉnh cho các bạn xem. Còn đây là video về phụ tùng. Các bạn xem ở cái phần cuối video của mình sẽ lắp sẵn cho các bạn rồi đấy. Là có hết. Ghi đông tay lái rất là đầy đủ. Mọi thắc mắc về giá cả sản phẩm thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Đây có hai mẫu bánh này các bạn có thể lựa chọn được. Đấy. Bánh bản mỏng hẹp và bánh bản béo dày. Giá cả thì nó sẽ phù hợp theo từng loại bánh khác nhau. Và đây các bạn có thể quan sát chi tiết từng món một. Đấy, giảm xóc thì có chiều dài là 25 đến 26 cm. Cái đây là phần kẹp ghi đông này. Đấy. Càng chữ A thì rộng khoảng 22-20 cm. Củ lái và đĩa phanh đây. Chữ A trên này, dây dầu 1 mét này. Bánh này là bánh loại đường kính 40, loại bánh tốt các bạn nhé. Nó còn có loại bánh rẻ hơn thì nó rẻ hơn 200 so với cái mẫu bánh này. Đấy. Đây là củ của thắng này. Dây dầu loại ngắn này. Đây là cái mẫu bánh này. Bánh này cũng rất là đẹp các bạn. Bánh này nó tương đương với những cái dòng xe ga như xe Vision các thứ đấy. Nó có cả những cái mẫu bé hơn nữa. Đấy là vì các bạn xem cái phần lắp hoàn chỉnh ở cái đoạn video sau cùng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình đăng những cái video mới lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh của mình.